Welcome to Vietnam Shipping Gazette Channel Online. Kính chào quý khán giả, tôi là Thanh Giang, biên tập viên của tạp chí Vietnam Shipping Gazette. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay là doanh nghiệp Logistics Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội khi thị trường thế giới chuyển dịch về châu Á. Tốc độ phát triển bình quân hàng năm của Logistics Việt Nam đang ở mức 14-16%, là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng bền vững. Việc Logistics thế giới xoay trục dần sang châu Á đang là một cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá. Thị trường Logistics thế giới đạt giá trị trung bình khoảng 8.000 tỷ đô la một năm trong 2 năm gần đây, tương đương khoảng 11% GDP thế giới. Năm 2017, giá trị thị trường ước đạt 9.000 tỷ đô la, trong khi đó 4 công ty lớn nhất thế giới là Cava Logistics, DHL, FedEx và UPS chiếm 15% tổng doanh thu toàn cầu. Việc Logistics thế giới có sự chuyển dịch trọng tâm về các thị trường phát triển tại châu Á, cuộc chiến tại khu vực này diễn ra mạnh mẽ và nóng bỏng ngay từ đầu năm 2018, đặc biệt là Đông Nam Á. Điển hình là việc Amazon ra mắt dịch vụ giao hàng trong ngày tại Singapore, đánh dấu bước đột phá của cả khổng lồ Mỹ khi tấn công vào thị trường mới đầy tiềm năng. Trong khi đó, Alibaba của Trung Quốc đã hoàn thành xong thương vụ MA với Lazada Việt Nam để mở rộng dịch vụ cho 23 triệu người trong khu vực. Đầu năm 2018, một trong những trang mua sắm trực tuyến lớn nhất của Việt Nam, Tiki, đã được đại gia Internet Trung Quốc CD.com rót vốn đầu tư 44 triệu đô la Mỹ. Winbus Bincard đã bắt tay với Bicamet IDC lập liên danh bất động sản BW để phát triển chuỗi logistics và bất động sản công nghiệp. Miếng bánh 40 tỷ đô la Mỹ của thị trường logistics Việt Nam tiếp tục được các doanh nghiệp ngoại dòm ngó. Tại chương trình tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đức tại Phòng Thương mại Công nghiệp Đức phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam tổ chức mới đây, khi đưa ra lời khuyên dành cho doanh nghiệp Đức muốn tìm cơ hội đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, lãnh đạo Sứ quán Đức gợi ý các nhà đầu tư Đức nên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và logistics tại Việt Nam.